nổ năm của xin chào tất cả anh em nhé. Ok anh em ạ, thì hôm nay là mình đang ở trốn ở trên cây anh em ạ. Nãy mình nghe là trẻ trâu là đi mua cái gì ăn ấy. Bây giờ là mình sẽ trốn trên cây và đợi bọn trẻ trâu gọi là mua đồ ăn về là mình xin ăn ké anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, mình đang ở trên cây rất là cao luôn. Đấy. Cao chưa, cao chưa? Bây giờ là mình ngồi đây đợi gọi là trẻ trâu đến gọi là mua đồ ăn đến mình xin thôi. Đấy ok anh em ạ. Con Huggy này bị cụt tay cụt chân này. Đấy. Còn mỗi thân thôi. Đấy, hôm nọ thằng Huggy vào nó đánh nhau với mình là nó rất đất hết tay rồi, đấy, đèn sáng này vẫn còn con Huggy nhá. Đấy, bây giờ mình đợi gọi là trẻ trâu vào mà nâu thế anh em ạ. Đấy, đấy, đèn đèn đèn. Ôi em ơi, nhớ trẻ trâu vào kìa. Nó cả súng à? Trốn à? Tại con trốn mình ấy. Ăn mảnh à? Mình nghe hết rồi anh em ơi. Tem trẻ trâu là ra cái ăn mảnh anh em ạ. Ui, bây giờ mình sẽ xuống chỗ là xin trẻ trâu anh em nhá. Đấy, đang ăn mảnh kìa. Minh Vương ơi, Minh Vương, Minh Vương ơi, cái gì nhỉ? Anh Nam đây. Đâu? Đâu? Anh trên cây này. Đây ui, ui, anh em, anh dình Huggy em ơi. Dình Huggy á? Ừ, ừ. Nhưng mà nãy anh em làm gì ấy? Hả? Làm gì đâu? Ăn anh... kẹo phải không? Dạ, không ăn. Ôi nhưng mà mang ra chỗ sạch để mà ăn này, chỗ đấy mỗi ná không? Nhưng mà chỗ này nó dâm, nó mát. Ờ thế anh xuống ăn với nhỉ? Ôi cho em con Huggy này. Ôi, thế rồi, thôi cho em ăn cùng nhá. Cho anh ăn cùng ấy, à, được luôn, nhưng mà cao này anh không nhảy được xuống. Em nhưng mà đừng nói cho anh biết nhá. Bạn ăn mảnh thôi. Nhưng mà bế anh xuống này. Bế tôi nữa. Ôi không xuống được. Ở đây có giường. Đấy anh ạ, bây giờ mình sẽ gọi là nhảy từ trên đây nhảy xuống hơi bị cao anh em ạ. Nhưng mà cũng phải nhảy để xuống gọi là ăn dình bọn trẻ trâu. Ui. Không biết xuống kiểu gì bây giờ. Ui ui. Mình hãy xuống anh em nhé. Ui ui ui, đây mang chỗ sạch sạch này này, chỗ này là ui anh em ăn gì đấy? Đây là xe thùng rác à? Chê thùng rác. Còn đây là ui kẹo súng bắn, kẹo súng bắn á. Ui đấy. Ui hai cái luôn à? Ừ. Nhưng mà cái này hình như ai ăn rồi phải không? Cái này là vừa nãy bọn em bóc ra đi đường ăn thôi. Thế cho anh cái này nhá. Ừ. Cho anh cái này nhá. Ừ. Ôi còn Cú Linh có gì đấy? Cho là mua kẹo. Kẹo này kẹo gọi là kẹo gì nhỉ? Coffee cái gì đây? Coffee trông ngon phết nhỉ? Lopi. Ô thế còn Cú Linh là kẹo gì đây? Kẹo dâu. Kẹo dâu. Minh Vương gọi là súng này có bắn không? Đấy gì chứ? Em ăn... gọi là bắn thử xem nào. Hình như không bắn được, em mua toàn đồ pha ke rồi. Ừ, bắn được hết. Bắn chuẩn luôn. Ôi, thùng rác anh em ạ. Ủa cái hình như đây là kẹo cây phải không? Minh Vương ơi, hình như đây là kẹo cây phải không? Kẹo cây nhỉ? Cây để anh ăn thử nhé. Ừ, ăn thử đi. Đấy anh em nhé, mình ăn thử kẹo cây của trẻ trâu trông ngon nhá. Ừ. Nhưng mà anh Nam bên đây em có Thảo. Thảo hôm nay ừ. Anh tưởng khinh thường anh, hóa ra không khinh thường. Thảo luôn. Ừ. Nhưng mà đừng nói cho anh biết nhé, anh em ăn mảnh thôi. Ừ. Ngon lắm anh em. Kẹo ngon thế nhỉ Vâng nhỉ. Ui, anh ăn thêm cái nữa. Ăn là đúng rồi. Ừ, ngon thế, nhìn anh ngon thôi. Ừ. Ờ, nãy như anh thấy Minh Vương hay còn giấu ít kẹo ở trong túi phải không? Đúng. Bỏ ra anh xem có kẹo gì anh xin cái. Cho muốn xem chúng à. Ừ. Minh Vương nhá. Ui. Ui, quay ra đây xem là nhiều kẹo mà giấu thế. Ui. Hai cái á, đây kẹo gì đây? Kẹo dấu ấy. Đây cũng là kẹo dâu nhưng dâu màu trắng à? Ừ, thôi cho anh kẹo dâu ấy. Thế còn em ăn kẹo chupa chup à? Ừ, chupa chup, dâu sữa. Đấy, thế cho anh một khẩu súng này. Ừ, ra một khẩu súng. Cho tớ khẩu súng. Ôi, mút kẹo à? Lớn rồi còn lại đi ăn kẹo mút được. Ừ, mà miệng ngoá. Ui, cái gì đây? Anh tóc xanh à? Anh tóc xanh à? Chúng ui, xin lỗi bắn nhầm. Ba anh em thương anh để bỏ anh tóc xanh lại vào. Thôi đã vào đây rồi thôi cho anh tóc xanh đi. Cho ăn thùng rác. Anh tóc xanh ăn không? À, cho anh tóc xanh một cái kẹo. Anh tóc xanh ăn cái gì? Cái này. Quan thùng rác không? Quan thùng rác không? Đây. Ui. Đây là kẹo bột này. Đây kẹo bột, ăn thử xem có ngon không? Anh em ơi, đổi kẹo đi. Kẹo à? Kẹo này ngon hơn. Ừ. Ôi chợ đổi anh kẹo gọi là kẹo gấu à? Ừ, gấu ngon hơn. Ôi chê, mình vẫn đã đút túi rồi nhanh kẹo chứ nhỉ? Kẹo gấu lỏ ơi. Ui. Chứ thôi nhá, đây gọi là... Anh thì ăn thử kẹo gấu này xem ngon không? Ừ, kẹo này ngon lắm anh ạ. Ngon lắm, ăn đi. Ngon lắm. Ăn kẹo bóc. Thôi, thế đổi kẹo này cho... Ăn mấy kẹo này rồi. Thế ăn đi. Ui, nào ngồi.
Ui, anh tóc xanh gọi là đỡ đỡ có cả khê. Ui, hãy có một hộp xe nhỉ. Khê đấy. Ui, cô Ninh gọi giấu kỹ chứ nhỉ. Khê đấy. Hết chưa, bảy sắc cầu vồng luôn. Sắc cầu vồng luôn. Chả có một sắc cầu vồng thôi. Chóe mẻ luôn. Ui. Ôi, con đi bóc được không? Đi bóc xuống. Không. Anh em ạ, con này hình như không biết bóc kẹo ạ. Anh em ạ. Đây rồi. Ui. Ui, 5 xe chứ anh em ạ. 5 xe đấy nhỉ. Ui, xe này xe cháy tim này. Cháy tim luôn ạ. Hai, cho anh ăn thử. Anh em, cháy tim. Đúng hương vị tuổi thơ. Đúng rồi. Ngon anh ạ. Ngon. Ôi ôi. Anh em ạ, đây đúng hương vị của tuổi thơ anh em ạ. Nói mình sẽ ăn mấy. Ui, em cũng bóc rơi hết rồi. Thôi không sao. Không quá mà bóc rơi hết rồi. Nhà người ta cũng có mà ăn, mình đi vứt này ngon. Ok nha, bây giờ là mình sẽ ăn thử cái kẹo dâu của gọi là kẹo dâu anh em nhé. Đấy. Ui, kẹo dâu này ngon phết anh em ơi. Anh em mua thử về mà ăn nhá. Đấy, nhìn nãy mình gọi là trẻ trâu mua về nhưng mà ngon phết. Vương ơi, em mua kẹo dâu này mấy nghìn đây? Đấy, 2.000 cái. 2.000 cái à? Đấy, cũng rẻ nhưng mà ngon anh em ạ. Ôi, bây giờ còn kẹo không nhỉ? Còn kẹo này, mít xê. Như này. Hết rồi, cái này thượng thương thôi. Mấy cái này. Không, lấy xuống một tí. Ui, cẩn thận. Ui, Long Huy. Không trúng không? Long Huy. Ui, anh em xanh, vào đi! Vâng, cẩn thận! Đỡ đây, trận! Ở đây anh bài này xuống nhá! Ui, chạy rồi. Chạy rồi nhỉ? Chạy rồi. Ui, anh tóc xanh sao?